Vâng, nông dân cộng sản Dương Vi xin kính chào các anh, các chị và các bạn thân mến nhé. Hôm nay á, Dương Vi sẽ chia sẻ về cái tên Mai Thanh Sơn này, cái tên tiến sĩ Mai Thanh Sơn ở Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội. Đối với cái việc mà hắn đăng bài và trả lời phỏng vấn trên trang báo BBC ấy, thì đưa ra những cái quan điểm rất là lố bịch, rất là khó nghe, và qua đó thể hiện cái sự đần độn, sự trở cờ của hắn. Và hôm nay ấy, nhiều anh chị em ở trên trang Giải Độc Chính Trị này này, ở trên kênh Giải Độc Chính Trị ấy, đã cùng nhau tìm hiểu về hắn khá là kỹ, nên là Dương Vi sẽ đưa ra một số cái vấn đề mà hắn xuyên tạc cả lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và đặc biệt là qua cái vụ án Đồng Tâm. Đấy, Dương Vi sẽ chia sẻ bài viết của Ngô Thu Hà trước. Bài viết này được các anh các chị ấy chia sẻ trên các trang Đấu Trường rất là nhiều, gửi anh tiến sĩ Mai Thanh Sơn, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội. Nói thật, trước giờ tôi chưa thấy tên anh trên bản đồ cõi mạng, nhưng hôm nay ấy, tự dưng thấy anh trồi lên đăng đàn chém gió trên BBC và được Việt Tân nó ưu ái giật tít đầu về cái quan điểm của anh. Vụ Đồng Tâm là thông điệp sắt máu mà nhà cầm quyền Việt Nam muốn gửi đến những người đang mong mỏi có sự thay đổi trong quan điểm về sở hữu đất đai. Đó, tôi thấy cần trao đổi với anh đôi lời. Thứ nhất, đã mang danh tiến sĩ lại của Hàn, Viện Hàn Lâm, thì anh nên cố gắng uốn lưới, dùng cái học vị tiến sĩ của mình mà suy xét vấn đề cho kỹ càng trước khi phát biểu về một vấn đề nào đó. Thứ hai, anh nhầm rất to về cái gọi là những người mong mỏi có sự thay đổi quan điểm về sở hữu đất đai. Đó không phải là quan điểm anh Sơn ạ. Đó là hành vi chiếm dụng trái phép đất quốc phòng của nhóm Đồng Thuận. Đó là hành vi cố tình hô biến đất công trở thành đất tư. Anh đã bị nhầm lẫn nghiêm trọng rồi. Thứ ba, anh dùng từ thông điệp sắt máu. Sắt máu nào? Trừng trị những kẻ cố tình giết người, chống người thi hành công vụ, lập lại trật tự pháp luật mà anh cho là sắt máu. Sao anh không bảo những kẻ đã dùng hàng chục quả lựu đạn, bom xăng chống đối lực lượng thi hành công vụ kia là sắt máu? Anh nói thế này không cảm thấy hổ thẹn với linh hồn ba cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh hay sao? Thiết nghĩ Viện Hàn Lâm nên xem lại tư cách ông tiến sĩ này, đừng để những con sâu này làm mất thêm uy tín danh dự của mình. Tác giả Ngô Thu Hà. Sau đây Dương Vi sẽ đi vào cái nội dung mà hắn trả lời trực tiếp với BBC hôm 17 tháng 9 2020 từ Hà Nội, khi được hỏi vụ sơ thẩm gửi ra thông điệp gì qua vụ án Đồng Tâm. Một nhà quan sát thời sự chính trị tại Hà Nội, tiến sĩ Mai Thanh Sơn từ Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nói với BBC. Đấy, cái một nhà quan sát thời sự chính trị nhé, là cái đấy là cái bọn Việt Tân và đài BBC nó phong cho hắn thôi nhé. Ở trong một kép này, vụ Đồng Tâm theo tôi là thông điệp sắt máu mà nhà cầm quyền Việt Nam muốn gửi đến những người đang mong mỏi có sự thay đổi trong quan điểm về sở hữu đất đai. Đấy, còn tiếp đến này, hắn còn nói đến vụ Thủ Thiêm đẩy chừng 2 vạn người vào cảnh khốn khó, những kẻ sai phạm ấy chỉ bị xử lý theo cái kiểu gái ghẻ. Cái đó là hắn xuyên tạc, cực kỳ xuyên tạc luôn. Trong khi đó, chỉ vì 59 ha đất ruộng đồng xanh, người ta có thể mượn làm cái cớ để thí mạng một lúc mấy con người. Ai thí mạng ai? Ai giết ai? Ai đã làm cho 3 chiến sĩ chết trước? Đó là tổ Đồng Thuận, nhóm người của Lê Đình Kình đã dùng dao phóng
dùng mọi thứ để tấn công người ta, rơi xuống cái hố mà trong cái nhóm tổ đồng thuận ấy đã tạo ra trước đó, lấy xăng thiêu chết người ta. Trong quá trình đó người ta đã nổ súng tiêu diệt lên Lê Đình Kình mà trong tay còn cầm nguyên quả lựu đạn nha. Hắn còn nói rằng này, thông qua vụ đồng tâm tôi cho rằng chính quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo muốn gửi nhiều cảnh báo, hay có thể gọi là đa cảnh báo, sẽ rằng sẽ không có thay đổi về chính sách đất đai trong cái thời gian tới, sẽ không chấp nhận tiếng nói phản biện và sẵn sàng thí mạng. Cái điều này này hắn cực kỳ là xuyên tạc, cực kỳ láo toét. Đất đai thay đổi theo từng năm, theo từng kỳ họp quốc hội về cái quản lý trật tự đất đai đô thị hay là ở nông thôn nha, không có tiếng nói phản biện, không có tiếng nói phản biện. Những vị trực tiếp làm luật, những vị đại biểu quốc hội phản biện ở trong quốc hội là cái gì hả? Hay là các ông là những nhà đấu tranh dân chủ cuội đần độn này này đòi lên phản biện? Mà các ông phản biện có gì hay ho? Lát nữa tôi lập các trang Facebook cá nhân của ông xem ông phản biện những cái gì nha. Và sẵn sàng thí mạng ở đây là gì? Ông bảo là những chiến sĩ cảnh sát nó sẵn sàng chết để bảo vệ lợi ích à? Người dân không tuân thủ pháp luật, những chiến sĩ đấy hy sinh bởi vì sao? Bởi vì có sự kích động của những người như ông này này. Mà tôi hôm qua tôi đã nói về tiến sĩ Nguyễn Quang A đấy, ai thí mạng? Chỉ có các nhà đấu tranh dân chủ cuội xui người dân xuống đường biểu tình chống phá Đảng, chống phá nhà nước. Mà ông có thấy năm 2018 cái vụ biểu tình đó không? Những chiến sĩ cảnh sát người ta chịu bị những người biểu tình tấn công, gạch đá, sử dụng cả bom xăng. Và ngay cả vụ ông Lê Đình Kình này thôi, năm 2017 bắt 38 cán bộ chiến sĩ nhốt vào nhà kho, dọa lấy xăng tẩm, dọa đốt người ta. Và vừa rồi chính từ vụ đồng tâm này cũng đã giết chết người ta. Mà tôi cũng không đi sâu nhiều về bài viết của ông nữa, tôi chỉ xem nốt cái câu kết của ông nói lên đây là cái gì. Ở đây này, cái câu kết hắn nói này, và một điều nữa tôi muốn nói thêm là có xu hướng mà nhà nước được cho là luôn tìm cách che giấu, thậm chí lấp liếm để bảo vệ Đảng cầm quyền chứ không phải là bảo vệ nhân dân. Đảng, nhà nước luôn luôn minh bạch, trong sạch, không có cái gì lấp liếm cả. Đảng, nhà nước bảo vệ lợi ích hợp pháp của toàn dân. Mà ông đi xuyên tạc vậy, thế Đảng Việt Nam không cầm quyền, Đảng Cộng sản không cầm quyền thì ông thành lập đảng khác cầm quyền à? Thì các thành phần như tổ chức Việt Tân mà ông trả lời phỏng vấn đài BBC sang đây cầm quyền à? Hả? Các ông làm ăn cái kiểu gì? Từ ngày trước đến giờ các ông đóng góp gì cho quốc gia, cho dân tộc? Hay là các ông đi xuyên tạc, đi bóc ngoáy xong là trả lời phỏng vấn bậy bạ để hạ uy tín của lãnh đạo đảng, nhà nước? Mà ông ấy còn nói bóng nói gió những vị nguyên thủ, những vị lãnh đạo của đảng, của nhà nước ở trên trang Facebook cá nhân của ông ấy. Dương Vy sẽ tiếp tục đi vào một số cái bài viết mà hắn đăng ở trên trang Facebook cá nhân của tên tiến sĩ Mai Thanh Sơn này. Trong này, trong cái vụ án Hồ Duy Hải này, hay vụ đồng tâm, hắn lôi ra vụ án Hồ Duy Hải tất nhiên không thể bỏ qua, cho dù Hải có tội hay không. Đó là một cái câu nói rất là lấp liếm của hắn. Cho dù Hải có tội hay không nhá, công lý cũng phải được thực thi theo cách minh bạch, thuyết phục nhất,
ý hắn nói là tòa án xử quan cho Hồ Duy Hải đấy, lâu loạn hoàng loạn trị ngộ đánh lận con đen cái kiểu đấy đấy. Hắn tiếp tục nói đến vụ Đồng Tâm như thế này này: nhưng tôi ngạc nhiên là chưa có đại biểu quốc hội nào đề cập đến vụ Đồng Tâm và đặt ra những câu hỏi cần thiết. Vụ Đồng Tâm nha, ai trực tiếp xuống đấy đó là Dương Trung Quốc với ông nào nữa nhỉ, Lưu Bình Nhưỡng đúng không ạ? Và ông Dương Trung Quốc họp quốc hội hỏi rằng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã trả tiền cơm cho bà con nhân dân xã Đồng Tâm hay chưa. Chính cái điều đó càng kích động cho cái tổ Đồng Thuận hăng hơn, và các tổ chức phản động ở nước ngoài ấy, bơm tiền về cho cái tổ Đồng Thuận này nhiều hơn nha. Hắn còn nói thêm này: dựa trên tài liệu của các cơ quan điều tra những ngày qua, các báo lề phải đồng loạt đăng tải thông tin cáo buộc tội trạng của Lê Đình Kình và hơn 20 đối tượng đã bị bắt giữ tại Đồng Tâm. Tuy nhiên, qua báo chí cũng có thể thấy rõ tấn công Đồng Tâm trong đêm 9 tháng 1 2020 là việc làm có kế hoạch chủ động, nôm na gọi là có dự mưu từ trước. Đó, hắn xuyên tạc như vậy. Kế hoạch cái gì? Chính cái tổ này này, từ năm 2017 ấy, bắt giữ người ta, bắt giữ 38 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động ấy. Sau đó người ta đến đối thoại, làm đủ mọi cách để thương lượng, nhưng chứng nào thật đấy, ông Lê Đình Kình với cái nhóm của ông cầm đầu này này càng hăng tiết hơn. Khi mà lực lượng quân đội đi vào xây tường rào ở khu vực sân bay Miếu Môn, bọn chúng tuyên bố sẽ tiêu diệt 3 đến 500 tên ai mà dám xâm phạm vào lợi ích của cái nhóm tổ Đồng Thuận này này. Có nghĩa là vào xây tường rào các thứ xong hay ai bước vào cái cổng làng thì sẽ bị cái tổ Đồng Thuận này tiêu diệt, mà đăng trên Facebook cả YouTube cũng có. Như vậy là thách thức với chính quyền, thách thức với công an, thách thức với pháp luật. Thì người ta buộc phải đưa ra kế hoạch để bảo vệ cho những người lính đang xây tường rào, bảo vệ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm. Mà trước đó cái tổ Đồng Thuận đã vô hiệu hóa đến quấy nhiễu cả Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm bao nhiêu lần mà người dân đến liên hệ công tác không liên hệ được, không vào được. Hắn còn xuyên tạc rằng nè, toàn bộ vụ Đồng Tâm và cái chết của những người liên quan đã được công luận đặt ra nhiều câu hỏi. Công luận là ai? Là những kẻ xuyên tạc, là những kẻ vu khống bịa đặt. Cái chứng cứ rành rành như vậy, hình ảnh 3 chiến sĩ cảnh sát bị thiêu chết rất là thương tâm như vậy, hắn còn nghi ngờ, còn nói rằng là cơ quan chấp pháp có thực hiện đúng luật tố tụng hình sự hay không, có biên bản khám nghiệm hiện trường được thực hiện đúng quy định hay không, có thực nghiệm lại hiện trường về cái chết của Lê Đình Kình và 3 công an viên hay không. Tôi nói cho cái ông tiến sĩ giở Mai Thanh Sơn này này, ông muốn thì ông lôi ông và người nhà ông ra đấy, ông tự thực nghiệm thử xem chết thật hay chết giả nha. Còn ông làm việc của ông thì ông lo làm đi, còn cái việc này là việc của bên viện đại diện, bên viện kiểm sát, bên cơ quan công an điều tra, người ta làm việc. Nếu mà muốn khởi tố ra được trước tòa ấy, thì phải đầy đủ chứng cứ, vật chứng, nhân chứng, vật chứng, nói chung là những cái gì phục vụ đủ cho cái phiên tòa thì người ta mới
đưa ra đó được. Còn ông hỏi như vậy á, thì ông là một cái kẻ giống như cái đám luật sư mà 13 tên luật sư, lát Dương Vi cũng sẽ đọc nêu tên 13 tên luật sư đấy luôn. Hắn còn nói là, và quan trọng nhất, cử tri mong chờ câu trả lời rõ ràng và thuyết phục đối với câu hỏi có hay không sự vi hiến của cơ quan công an, quy chụp cả cơ quan công an. Vi hiến là gì? Ý ông nói là cơ quan công an làm việc không đúng, tuân thủ theo pháp luật, không đúng theo ngành gì. Mà tôi thấy ấy, các nhà đấu tranh dân chủ cuội này, hay là những kẻ chờ cơ ấy, đều luôn luôn đặt cái câu vi hiến lên hàng đầu nha. Đấy là vấn đề thứ nhất ông đăng trên Facebook của ông. Cái vấn đề thứ hai ở đây là gì? Tiếp tục, vấn đề thứ hai ở đây ấy, ở trên trang Facebook cá nhân của hắn ấy, hắn tiếp tục nói về vụ Đồng Tâm này này. Vụ tập kích Đồng Tâm với những dấu hiệu vi hiến rất rõ ràng trong những rõ ràng, nhưng đến nay vẫn chưa thấy có bất cứ động thái nào chứng tỏ sẽ được điều tra toàn diện, khách quan, công tâm bởi một tổ chức độc lập. Đấy, hắn muốn thành lập một cái tổ chức độc lập để điều tra. Ai cho phép ông có cái quyền hành đấy? Mà tòa án là cái gì? Cái nguồn tiền phúng viếng của ông Lê Đình Kình từ các nhà đấu tranh dân chủ cuội ở hải ngoại, xem ai, cá nhân, tổ chức nào nó có liên quan đến cái bọn khủng bố Việt Tân hay không, hay bọn Đào Minh Quân hay Ngô Hoàng Hùng hay không, thì cơ quan công an người ta sẽ trả lại nhá. Còn ông nói cái kiểu chụp mũ là cơ quan công an đã giữ lại cái nguồn tiền nó tại ngân hàng Vietcombank là không đúng. Ông nói cái bài này, ông nói rất là nhiều thứ, từ giáo dục cái vụ mà cây phượng đổ này, ai xong nói đến quan tể tướng. Quan tể tướng ở đây là ai? Dương Vi sẽ phân tích một chút. Quan tể tướng ở đây có nghĩa là ông, ý ông nói là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứ. Ông nói là quan tể tướng đứng đầu triều hoan hỉ chấp nhận sự xu nịnh và có công văn khen thưởng thái độ bưng bô thể hiện qua một bài được gọi là thơ, là sự kiện chưa từng có thể tiền lệ kể từ năm 1945 cho đến nay. Hắn nói là như này, những thắc mắc khiếu nại phê phán của người dân thường được phản ứng chậm chạp này hoặc rất là chậm, nhưng một bài tụng ca vừa được tung ra, ông tể tướng đầu triều đó vội tớn lên cho quân gửi công văn khen ngợi khi không thể không đặt dấu hỏi về náo trạng. Nếu mà ông giỏi ấy, thì ông sao không lên làm lãnh đạo đất nước đi? Sao ông không với ông Nguyễn Quang A này ra ứng cử vào đại biểu quốc hội đi? Thử xem ông có trúng không? Rất là nhiều cái hắn xúc phạm đến cả lãnh đạo đảng nhà nước, thậm chí cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hắn cũng nói bóng nói gió luôn. Mà trong trang Facebook cá nhân hắn đăng rất là nhiều tốt, ý đồ là phò Mỹ bài Trung, kích động người dân đứng lên biểu tình chống Trung Quốc. Đặc biệt là gần đây Trung Quốc nó cứ hay gây hấn ở Biển Đông, nên hắn liên tục đăng tốt như vậy. Rồi lát nữa Dương Vi sẽ cho cái địa chỉ
đường link Facebook đọc lên đây để cho những người xem YouTube này, trên Facebook này vào đấy, tiện tìm hiểu. Dương Vy có thể cho mọi người thấy hắn kết bạn với những ai, những thành phần nào. Đây, không đặc khu. Đây là những thành phần nào. Đây là những thành phần nào. Đấy. Còn nữa nha, cái bài viết của hắn này: quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã tạo phản ứng bất bình trong nhân dân, trong giới chuyên gia pháp luật của các đại biểu quốc hội. Quyết định này đang là một thách thức rất lớn đối với nền công lý tư pháp Việt Nam. Nếu quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao sai phạm mà không được khắc phục thì sự sụp đổ của nền công lý tư pháp của Việt Nam không phải là điều không thể. Ý hắn nói đến cái vụ án của Hồ Duy Hải ấy nhá. Đấy. Đây, còn nói về luật sư ấy, 13 vị luật sư Ngô Anh Tuấn này, luật sư Lê Văn Hòa này, luật sư Đặng Đình Mạnh này, luật sư Nguyễn Hà Luân này, luật sư Lê Văn Luân này. 6 là luật sư Hà Huy Sơn này, 7 Nguyễn Văn Miếng này, 8 Nguyễn Khả Thành, 9 Ngô Ngọc Trai, 10 Trương Chí Công, 11 Dương Lê Ước An, 12 Bùi Hải Quang, 13 Phạm Lệ Quyên. Đấy. Đấy là những vị luật sư mà cùng có tư tưởng, có ý đồ làm sao? Khôi phục dựng lại cái hiện trường ba cái chết của ba chiến sĩ cảnh sát. Đấy, hắn thì hắn còn muốn thể hiện cái chết của ông Lê Đình Kình nữa cơ. Thì hắn đứng ra làm Lê Đình Kình đi. Hắn còn nói xuyên tạc về anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân này này. Nói thật, ngày xưa có một thời mình cũng thần tượng Phạm Tuân, từng bắn rơi máy bay B-52 kia mà, nể phục sát đất. Đến hồi anh bay vào vũ trụ, ban đầu mình cũng có tí hào hứng, tự hào. Năm đó mình đang học lớp 10 cũ, nhà trường tổ chức nói chuyện thời sự, học sinh ngồi nghe, nuốt từng lời vàng ngọc của thầy hiệu trưởng về sự kiện này á. Nhưng nghe xong về lớp thằng Quách Hờ là ai? Hay là chính ông khắc bịa ra cái tên này, đứng trước cả bọn ông ngân nga nói rằng là chúng ông còn phải ăn mì mày lên vũ trụ làm gì hả Tuân? Đó là sự xuyên tạc, sự láo toét, cực kỳ láo toét của Mai Thanh Sơn, cái tên tiến sĩ rồi này nhá. Qua đây ấy, chúng ta mới biết được rất là nhiều cái tiến sĩ rồi. Hôm qua là tiến sĩ Nguyễn Quang A, hôm nay là tiến sĩ Mai Thanh Sơn. Ê, xin quên đọc cái đường link của Facebook của tên tiến sĩ ở Mai Thanh Sơn cho mọi người nghe đó. Địa chỉ Facebook easy này: https://www.facebook.com/thanhson.mai.16 hết. Đó là cái nick Facebook của tiến sĩ giờ Mai Thanh Sơn, tiến sĩ chờ cờ, tiến sĩ phản bội. Mọi người vào trong cái trang Facebook của hắn sẽ biết rõ bộ mặt của hắn, cực kỳ là xảo trá. Mà nói thẳng ra hắn đi theo hai hàng, trả lời phỏng vấn đài BBC nói năng nhăng quậy: tại sao đài BBC không phỏng vấn tôi này, không phỏng vấn những người khác đi, phỏng vấn những người dân, người ta thường xuyên nghe ngóng, xem thời sự, xem tin tức, theo dõi cái vụ Đồng Tâm đi, đi phỏng vấn những kẻ đã từng có
có ý đồ mà trong cái trang Facebook cá nhân của tên này toàn là bạn bè những cái thành phần phản động, mà ở dưới còm rất là có mưu đồ nhá. Mưu đồ đây là gì? Muốn chuyển hóa thể chế chính trị. Mà rõ ràng á, tên Tiến Sĩ Mai Thanh Sơn này là cái kẻ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cái nội bộ, và dần dần nguy hiểm hơn, đang chuyển hóa cho toàn xã hội trên báo chí của đài phản động, của báo phản động. Cái thứ hai, chuyển hóa trên Facebook. Cái ý đồ của ông cũng giống Nguyễn Quang A thôi, muốn thay đổi thể chế, muốn lật đổ Đảng Cộng sản. Thì các ông lên nắm quyền à? Các ông không đủ tuổi đâu. Bởi vì người dân ấy, người ta không muốn đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Bởi vì bây giờ trong cái thời buổi này này, cái thời gian này này, nhìn ra các nước ở trên thế giới, thấy chưa, các nước đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập chưa? Kinh tế suy thoái, dịch corona chết người hàng loạt. Chính phủ người ta có lo cho người dân, người nghèo, người khổ không? Người ta có đưa máy bay ra nước ngoài để đón công dân của nước người ta về nước như chính phủ Việt Nam làm không? Xin thưa rằng không nhá. Mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định rồi, Đảng Cộng sản Việt Nam ưu việt nhất cho nên á, làm thế nào làm, các ông là tiến sĩ khoa học, hãy phục vụ lợi ích cho xã hội, phục vụ lợi ích cho người dân, mà đặc biệt hơn là phục vụ lợi ích cho đất nước. Làm được những cái gì ấy để cho đất nước người ta có cái để khoe với nước ngoài rằng đây là tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, giáo sư kia phát minh ra được những sản phẩm mang tầm giá trị thương mại nó quốc tế. Thì cái đó mới đạt hiệu quả. Cái này các ông chỉ suốt ngày âm mưu thủ đoạn đòi lật đổ Đảng Cộng sản, nào là đòi cách mạng màu. Cái bài đấy xưa rồi.